Rồi đi anh. Trao đổi cắt chỗ đó đi, chỗ này chú chỉ á, ngồi canh nát rồi. Ờ rồi. Rồi làm đi chú. Rồi cắt đi chú. Rồi cắt đi. Ủ kế bên có trái bự quá trời kìa. Cắt đi. Rồi. Ủa, có trái bự đã quá. Có trái bự quá, đã quá kế bên đó. Cắt cái nhỏ mà. Rồi rồi. Chơi. Rồi cắt lên. Rồi bóp lên. Rồi cảm ơn. Trời. Chắc chắn không ạ? Đúng không? À, thời hạn thanh toán thì dù thì giờ thời hạn từ ngày nào đến nào ạ? À? Lãi suất chế biến năm sản các trường. Lãi suất chế biến năm sản các trường. Rồi chú lật đi chú. Rồi coi coi tí coi tí. Rồi. Ký ông ghi rõ từ ngày nó được rồi đó. Ừ. Ngày gửi thuốc, xịt thuốc. Phun xịt thuốc gì nhà đó. Ừ, ra rồi ông ở đây nè. À là người thực hiện. Ừ. Người thực hiện. À. Chú chờ cái tay xuống giống vậy con. Rồi, đó. Đó là 14 ngày phải không? Tới đây à, cứ một à. À này là cách ly. Cách ly rồi. Cách ly 7 ngày. Tức là từ đây phải không? Nó không có điều. Không điều đúng rồi. Chú lấy tay chú chờ chỉ cho nó lại ở đúng rồi. Nó không điều đó. Rồi sao cái này à. Rồi lên qua trang khe khác đi, còn không? Chắc có gì. Thế hết rồi. Chút nữa là nó. Lúc nãy vậy mà. Ờ đúng rồi. Cứ người ấy à kéo đi. Rồi tới ngày xong rồi đổi thật đổi giết rồi hả đi nào khác rồi ha. Rồi xong.
cầm. Không có cái cây bạc cây bầu không hay hả? Mấy cái bầu đó đưa bọc. Rồi lấy tay xuống đi chú. Chú tới là chú cũ giùm con cái chú. Chỗ chú mới xịt đó, dạ đúng rồi.